Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Đầu tháng thì chúc các bác nhiều sức khỏe. Thì lên clip nóng để gửi hàng cho các bác nhá. Thì hiện tại thì trước mặt các bác là hai chiếc đẩy thương hiệu của Mỹ LA400+ để gửi cho hai bác. Một bác là bác Huỳnh ở Đông Anh, Hà Nội, và một bác là bác Quỳnh ở Phú Thắng, Bắc Giang. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Mai Cồ Audio. Thì tất cả hàng chuyển đi thì bên em có tháo trực tiếp ra để kiểm tra là bao zin đó, và cũng như là vệ sinh sạch sẽ và đóng nắp dán tem để gửi cho các bác, cũng như là có bảo hành luôn qua tem các bác nhé. Thì đây là hai chiếc đẩy đã lên đường là sớm cho các bác ngày mùng 1 đầu tháng. Hàng rất đẹp các bác nhé, hàng rất đẹp. Tất cả zin đó, em đã kiểm tra cũng như là thổi bụi rồi. Hàng rất là đẹp. Dòng này là dòng thương hiệu của Mỹ các bác nhé, LA400+ của thương hiệu TSVDU các bác nhé. Thì với cái dòng này thì cái giải lời nó cũng đẩy rất là sáng, rất là phù hợp cho các bác nào mà những cái dòng loa mà kém chất lời các bác nhé. Kém chất lời thì đẩy rất là tốt, cũng như là các bác đang hát mic mà nó thiếu lời, các bác sử dụng với những chiếc vang kém một chút thì nó sẽ đẩy rất là tốt. Thuốc thơm, khói thơm bay lên tầng cao cuốn theo bao sầu. Tôi sông pha biên cương đã nhiều, thương quê phần nghèo, nguyện đem chi hồng tranh đau. Tôi lênh đênh trên khơi từng giờ ngăn quân dặm. Vào đây em sẽ hướng dẫn hai bác luôn để cái cách cắm. Thứ nhất là hiện tại nhà bác đang có vang rồi thì bác về bên em sẽ tặng kèm theo dây rắc này. Đó, Canon hai đầu trông hiếu luôn nhá. Về anh chỉ bóc ra và cắm trực tiếp vào từ vang xuống. Và một bác con nâng rồi thì bác cắm từ nâng xuống cái cổng input này nhá. Cổng input thì hiện tại thì em đang cắm nhạc từ điện thoại vào thì em sẽ qua cái cổng Canon ra AV thì em sẽ cắm trực tiếp như vậy. Còn khi các bác cắm trực tiếp từ vang xuống thì các bác sẽ cắm vào cổng này. Và ví dụ như sau này các bác sử dụng thêm một con đẩy nữa, các bác phải like ở đây ra đó. Và các chế độ ở đây thì em đã gạt để cho các bác về các bác chỉ việc chơi thôi, chứ không các bác không phải gạt thêm. Các bác có thể sử dụng hai loa thì các bác khóa trực tiếp vào đây, và sử dụng thêm cái new trick này không thì các bác khóa trực tiếp vào đây. Thì cũng có rất là nhiều bác hỏi em là chiếc đẩy này thì quạt, hai quạt thì nó có kêu không, thì thưa với các bác rất là êm nhá. Đây em sẽ tắt hết cái tiếng đi này. Đó, các bác dường như là không nghe thấy tiếng quạt các bác nhé, rất là êm. Hàng bái nhưng mà về quạt rất là êm nhé, quạt zin 100% của nó luôn. Đó. Và chiếc này cũng vậy, thì chiếc này em cũng đã test rất là cẩn thận rồi. Đó, thổi bụi rất là đẹp rồi. Về các bác chỉ việc đấu nối là chơi thôi. Ví dụ như những cái này nó có thể va chạm nhẹ này các bác này, các bác nhìn này. Đó, các bác nếu mà các bác yêu cầu thì bên em sẽ làm đẹp lại một chút, còn không sẽ để nguyên như vậy nhá. Vì hàng bái thì không thể tránh khỏi được những cái va chạm nhẹ như vậy. Đó, các bác lưu ý nhá. Nếu mà các bác muốn mà zin 100% thì các bác mua hàng mới giúp em. Đó. Đây, hiện tại thì đang đấu điện thoại các bác nhé. Điện thoại lên đẩy luôn các bác nhé. Ra loa. Tôi sông pha biên cương đã nhiều, thương quê phần nghèo, nguyện đem chi hùng tranh đâu. Tôi lênh đênh trên khơi từng giờ ngăn quân dặm thù, chỉ mong tự do vươn lên. Thì với dòng hàng LA này bên em bảo hành 6 tháng các bác nhé, bảo hành 6 tháng cho các bác. Đó, bao zin 100%, cũng là hàng đẹp cho các bác. Mình cũng là người trai sông núi, gầm thời binh khổ. Đó, các bác nhìn cái vỉ lọc này, cái vỉ lọc cũng rất là chi tiết các bác nhé. Đó, các bác nhìn những cái linh kiện rất là chi tiết trong này nha các bác nhé. Rất là nhiều các bác ham rẻ mua những chiếc đẩy mà hàng rẻ cứ tầm khoảng 3 triệu quay đầu thì các bác sẽ nhận được lại những cái đẩy gọi là với những cái hàng mà gọi là tiền nào của đấy các bạn. Cái chất lọc nó không có, các bác phải thêm những thiết bị thứ nhất là lọc và là vang vào, nhưng mà với chiếc đẩy thì nó ở bên dưới cùng rồi, kể các bác có thêm nhiều thiết bị ở bên trên tốt hơn, nhưng mà khi mà qua bên dưới mà chiếc đẩy nó đã không tốt thì chắc chắn là lúc cái đầu ra của nó sẽ không làm sạch được tiếng này. Thứ hai là lời test nó cũng không thể sáng được, vì căn bản là chiếc đẩy nó là ở bên dưới cuối cùng rồi, như kiểu một cái phếu khi các bác nén ở trên xuống, nếu mà nó càng bé thì nó càng ra càng bé các bác nhé. Đó là kiểu là nó là như vậy. Cho nên là các bác kiếm một con đẩy thì các bác có thể hơn một chút tiền, nhưng mà nó sẽ được cái chất lượng cho các bác vừa nghe nhạc hát karaoke khi ở dưới vang dưới nâng thì nó sẽ hay hơn, cũng như là qua những chiếc lọc. Vâng, ok, cũng rất là cảm ơn hai bác đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Mai Cồ Audio, một bác Đông Anh và một bác Phú Thắng Bắc Giang. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ sớm để có thêm những chi tiết về những cái dòng sản phẩm. Các bác có thể liên hệ qua số điện thoại và Zalo là 0977434361 các bác nhé. Ok, em xin được mến chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.